Ok, hay theo tất cả bạn, mình là Mithy nè. Nghĩa là có rất là nhiều comment của các bạn yêu cầu mình đó là chị ơi hãy kể về một ngày cách ly của chị, 24 giờ cách ly, bla bla bla, cách ly ở nhà chị làm gì. Thì ok, đây là 24 giờ cách ly mình đã làm gì. Đầu tiên sau khi thức dậy thì mình sẽ trang điểm làm đẹp, bắt đầu một ngày mới với lại một gương mặt thật là xuất sắc. Bởi vì các bạn biết rồi đó, chúng ta không nên để bản thân mình bê bối và xấu xí khi ra đường. À quên, đâu cần ra đường nữa nhỉ. Sau đó mình sẽ chuẩn bị cho bản thân mình một bữa ăn sáng rất là đàng hoàng, rất là tử tế và đặc biệt rất là healthy. Mình chỉ ăn những món đẹp da nè, tốt dáng nè, uống nước cam nè để tăng phòng đề kháng nữa đó mọi người. Sau đó mình sẽ dành ra 3 tiếng đồng hồ để livestream. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin phép được hát cho tất cả các bạn một bài hát. Anh từ lần đã luôn giữ trong lòng bằng hình anh năm sau, nhưng ngại không chẳng nói lên câu nên đầy lặng im. Đi sâu hết nhưng nghe mà bà nói. Sau đó mình sẽ dành ra một tiếng để ngủ trưa. Ngủ trưa xong thì mình sẽ dậy để mình đi dọn nhà, dọn cửa. Các bạn biết mà, nhà sạch thì mát, mát sạch ngon cơm. Ôi, chú hàng xóm của mình dễ thương quá. Dạ, anh chào chú nha. Lại tiếp tục dọn dẹp nào. Mình không có quay tại vì ăn tối thì mình đặt bên ngoài thôi nên cũng không có gì để quay hết. Sau khi ăn tối xong thì chúng ta sẽ tập một vài động tác thể dục. Tập một vài động tác thể dục để chúng ta tuy là nghỉ nhưng mà vẫn không có bị thừa cân này, thư giãn. Một hai em làm mệt quá. Sau khi tập thể dục xong mệt quá nè, bây giờ mình sẽ đi tắm rửa và đi ngủ, kết thúc một ngày thật là xuất sắc. À các bạn nhớ đừng quên skincare nha. À quên, mình quên bảo với các bạn hả, là con người học không chơi là đánh rơi tuổi trẻ. Thế nên là mỗi tối say đắm, 2 chấm là đắm say, 3 chấm là ngất ngay, 4 chấm là lé luôn. Về nhà làm gì em ơi, đêm nay ta phải đi chơi. Đó, chỉ là xảy ra trong tưởng tượng của mình thôi các bạn ha. Ôi, không, mình không biết là thật sự có một ai mà người ta có thể thực sự làm những điều mà mình kể không. Tại vì mình đọc trên mạng mình thấy rất là nhiều người, người ta hả học thêm đàn này, học thêm tiếng Anh, học thêm tiếng Trung nè. Người ta còn hả học online, rồi người ta làm rất là nhiều thứ, tập thể dục ở nhà. Nhưng đây mới thật sự là một ngày diễn ra như thế nào của mình. Một ngày mình ngủ từ sáng đến 12 giờ trưa. Ăn không? Nhanh! Chưa! Ủa cho
đâu. Kệ mày nha. Sau đó mình đi livestream. Đây là cái buổi livestream của mình. Thì mình tức từ cuộc trao anh Tú. Anh Tú nó nghe nói em nó không vô. Anh mày làm sao đây? Ui, sao lại có người? Anh ơi là anh. Ây da, ây da. Không được, em bị mất máu. Quay xe đi chị, quay xe đi, quay xe đi. À, cái xe bị kẹt. Không mẹ. Cái hàng rào, cái hàng rào. Bên trái, bên trái. Bây ơi. Đủ rồi, em nói là anh cũng muốn hai lao, Không. Anh chạy anh chạy. Ủa, nó là gì kìa vậy? Mày cũng sập ác. Chứ mà có người. Chứ mà có người. Chứ mà có người. Chứ chết quá à. Chỗ này rất có thể đầu cắp mọi người nhé. Mà các bạn biết rồi đó, stream xong thì mình một là mình ăn trên stream, hai là mình ăn mì gói. Nóng gì má. Để xem hôm nay có phốt gì không. Mickey lộ clip sắt. Cái gì vậy trời. Quá đáng thiệt. Con quỷ Mickey này cho chết. Nhìn nó là tao thấy ghét rồi. Xong, sau đó thì mình lại đi ngủ. Các bạn đừng nghĩ mình là một người vô tổ chức, vô trách nhiệm. Mình có tập thể dục nha mọi người. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 bốc hít thở, hít thở, hít thở. Đó, kết thúc một ngày của mình chỉ có vậy thôi rồi mình đi ngủ mọi người ạ. Một ngày của các bạn như thế nào? Nhớ comment phía dưới mình biết nha.